sẽ lấy một số ví dụ điển hình để hướng dẫn các em thực hiện bài toán kim loại tác dụng với axit có H cộng đóng vai trò chất oxy hóa, điển hình là đối với HX. Các em tập trung theo dõi để có thể sau bài giảng hôm nay và sau bài học hôm nay, các em có thể thay đổi được cái cách nhìn nhận một bài toán kim loại tác dụng với HX. Mời các em tập trung đến cái ví dụ thứ nhất. Cho một cái hỗn hợp XY có khối lượng là 8 gam, gồm magie và sắt, tác dụng với dung dịch Y gồm HCl 0,1m và HBr 0,1m thì thu được 0,48 lít hydro điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Z. Cái dạng toán này có rất nhiều cách để hỏi trong một đề thi, hoặc người ta có thể hỏi thể tích của dung dịch Y, đó là thể tích của dung dịch axit tham gia phản ứng, hoặc có thể tính khối lượng muối thu được trong dung dịch A. Nhưng rất ít khi người ta hỏi đến phần trăm khối lượng của kim loại, vì cái thao tác đó thông thường chỉ sử dụng cho học sinh lớp 9 hoặc lớp 10. Tại sao thầy lại lấy cái ví dụ là hỗn hợp dung dịch Y gồm HCl và HBr? Nó sẽ mang tính tổng quát hơn. Khi các em gặp phải bài toán chỉ chứa một axit như HCl hay HBr, các em có thể đơn giản hóa nó đi được. Vậy các em tập trung lên, nhìn thầy phân tích một cách cụ thể điểm lợi và điểm hại trong cách sử dụng phương pháp như thế nào một cách hợp lý. Thông thường khi gặp các bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp dung dịch axit, nếu các em sử dụng phương trình phân tử thì nó sẽ sinh ra rất nhiều ẩn số và sẽ rất khó giải quyết vấn đề trong vòng 1,25 phút của đề thi Trung học Quốc gia. Nếu các em viết magie cộng HCl để ra được magie Cl2 cộng hydro, sắt cộng HCl để ra FeCl2 cộng hydro, và magie cộng HBr